Justin Bieber à? À, đang đi rước Việt Kiều hai lúa. Hai lúa chuẩn bị ra tới rồi đó. Trời, có hai cậu cháu tôi đi rồi. Còn nhớ nhà hết. Trong khi chờ đợi. Phi trường ở cha Justin Bieber nha. Hôm nay ngày 15 tháng 5 rước Việt Kiều hai lúa từ Việt Nam qua. Bà nào đây vậy? Ở có quen không? Cười dữ vậy. Việt Kiều hai lúa. Việt Kiều hai lúa. Mới tới. Việt Kiều hai lúa luôn. Thầy Việt Kiều hai lúa luôn á. Ông Việt Kiều hai lúa bên đứng bên kia đợi gì? Nói gì vậy? Không có mướn xe nha, không mướn xe nha. Không mướn xe. Không mướn xe. Lấy cái thùng nữa lại. Nói gì vậy? Hả? What? Nó trả tiền đó, nó trả tiền cho nó. Nó. Nói gì? Ê. Đó, Lê đang sắp vô đó. Rồi. Việt Kiều, Việt Kiều hai lúa về qua Mỹ chơi nha. Được chưa? Này chờ anh vài, chờ anh mãi. Nhưng anh không về. Anh đi đâu rồi, nó về. Không? Rồi, ok, đợi đi lấy xe nha. Việt Kiều. Ngủ vậy sợ ra. Cái gì nữa? Không muốn xuống hả? Thơm đó. Muốn đi nữa hả? Thơm không ơi. Hả, về nhà có nhớ không? Trời ơi, sao mà không? Đem gác về rừng. Cái hồn bị gỡ hay gì á. Hỏi hết chưa? Trời ơi. Gia đình đem gác đi về nhà. Hết chưa? Đồ thấy nóng lạnh luôn á. Quá trời luôn. Để dưới cho nó nhẹ. Không, phiêu nhà luôn mà. Ở nhà đây gió rộng. Để vô. Ừ, bà này đi tới đâu có chứ lộn cái đó á. Có đâu cái bụi.
À, xếp về đó, xếp về đó. À, xếp về tới rồi đó. À. À. Bỏ bia vô đi Phà, bỏ bia vô coi tôi đi. Lạnh rồi nhưng mà bỏ vô đi. Xếp về không? Xi măng á. Đi xa rồi. Đi xa rồi. Thôi, đi xa lắm rồi. Rồi. Rồi chứ già đang vô đóng hay sao? Để đây làm gì? Ôi trời. Dọn cái bàn để đâu để đồ ăn. Thì tao nói thì tôi muốn dọn cái bàn mà giờ tao không dọn bàn sao? Bên chợ cho nó uống vô nó kệ hết đi. Vậy làm nè. Tiếng mày nói dọn để đồ ăn cho mình ngồi ăn. Sao nay làm trễ dữ vậy? Có đang đem cái bàn ra ngoài đây không? Không đủ rồi. Nóng lại cho Việt Kiều Việt Nam. Cà phê ơi. Cà phê nè. Chị hai chị ba đâu? Trần nè. Chưa có lấy nữa làm đồ ăn chứ chưa. Có bị đâu, có bị độc gì không Giang? Vô hải quan nó cái này sai quan làm dễ quá trời luôn vậy. Hải quan Mỹ, hải quan Việt Nam. Cái gói đó khó lắm. Đi đồ đạc đồ này kia kia này. Đó bởi bởm đi về nó xuống xuống lẹ kỳ á. Chứ đó đi qua lại hải quan Mỹ trời nó kiểm tra nó sợ hết cái này tới cái tùm lum. Sao mà kiểm cái này không có nhập vô nó kiểm đi thẳng luôn. Bây giờ nó nói chuyện băng vô rồi. Cái sao cái nó kêu đi mà ông Minh đâu dám đâu nói nó nói chuyện á. Ừ. Cái tao chuyện thấy ông đứng cứ biểu cứ đi đi. Thằng này cứ biểu tự nhiên con đi cái mày chạy theo cái bà nội nữa. Rồi còn hành lý cũng vậy nó vô cái là nó ấy cái rồi nó chuyển cái số không sẵn hết rồi cứ mời nó ăn thôi. Năn nỉ nữa. Ăn không ăn nữa bỏ cái bà có sợ não dày. Có ớt bồng nạn không? Không, ngồi đây. Không, để ông tí ngồi đây. Đây, ông ngồi đây năm 2023. Mày em có chuyện hành. Nè, có bồng không trả cho người đó khoảng 1.500. Còn khỏe vậy hai? Nhân viên bán đi 2023. Chuyên đi đánh lên mạng tìm chợ Kosher, chợ Do Thái. Và dự đường đứng cái ngày đó gần chợ. Vì chuyên rằng ở đó có nhiều người. Chảo đi ông con. Đâu cũng được. Một chảo. Qua. Hai gặp tiếp đây không? Gặp ra gặp ra. Bây giờ nó là dí nhất nghe. Mới 16 tuổi à? Này 17 tuổi rồi 16. Năm ký đã lên cái kiểu. Mặt lỡ dài.